Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì sáng nay mình đang trồng ngô, giúp bố mẹ trồng ngô ạ. Bởi vì dưới mình vườn này cũng vào vụ mùa táp hạt rồi. Thì em Xính có gọi điện rằng là anh nhà anh cho thì chưa được tiến hành, tức nghĩa là chưa đào móng ấy. Bởi vì theo như dự kiến hôm trước mình bàn ấy là sáng chủ nhật sẽ đào móng. Tuy nhiên thì đúng hôm đấy lại xóm lại có người chết ở ngay phía dưới này này. Cái nhà của ông phó thôn này này. Cháu 2 tháng tuổi mất cho nên là lại cho hoãn một ngày. Thì đến đáng lẽ là sáng hôm nay là đào móng. Thì đúng lúc mình chuẩn bị đi trồng ngô thì em học sinh lại gọi điện là nhà chưa được khởi công. Và vì sao thì bảo là cái nền đất đấy là không phải của nhà anh cho. Cho nên hôm nay mình tức tốc từ Yên Minh lên luôn để xem là cụ thể như thế nào. Thì bây giờ mời quý cô bác anh chị theo dõi nhé. Mình sẽ lên tìm hiểu xem là cụ thể là tại sao. Và đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ em Hiệp nhé. Đây là mọi người ạ, hôm trước là anh em mình trao đổi là chủ nhật là sẽ đào móng này đúng không? Đào những cái vết này đúng không? Vừa đào đây đúng không? Đến hôm nay vào thì chỉ có đào được những cái hố như thế này thôi. Thì chủ nhật có người chết thì em đã bảo là hoãn cho một ngày rồi, thì đáng lẽ đến hôm nay làm rồi nhưng mà sao vẫn chưa làm. Tức nghĩa là bạn nhỏ ở dưới này chết là mọi người cả xóm là đi giúp dưới nhà dưới này hết rồi đúng không, thì không có ai lên giúp mình đúng không? À, thế còn cái vấn đề mà hôm trước sáng nay Xính gọi ấy là cái nền đất này không cho làm ở đây đúng không? Đúng. Đất này đất của ai? Anh bố của Xính nhỉ? Anh ở trên Hà Đề nữa à? À, là thế 2 năm trước là nhà của anh vẫn ở đây này, chuồng bò vẫn ở đây đúng không? Thế tại sao vẫn được ở mà bây giờ lại đến khi em làm nhà thì anh trai lại không cho là như nào? Hả? Nó bảo là cho là nhà cũ thôi, bây giờ là nhà đá thì cho làm nhá. Cho làm nhà gỗ hay làm nhà gì? Là nhà cũ thì vẫn cho. À, cho làm nhà gỗ, nhà củi đúng không? Là nếu mà làm bằng gỗ như trước kia là ở đây là cho làm ở đây này đúng không? À, cái anh đấy là anh thứ hai đúng không? Đúng, thứ ba. Thế anh cho này là anh út à? Thứ tư à? À, thế cái đất anh này là anh thứ hai đúng không? Đúng. Là không cho. Anh thứ nhất. Còn bố Xính là anh thứ hai đúng không? Đúng. À, thế này mọi người ạ. Hôm trước vào ấy thì trao đổi rất kỹ rồi. Tuy nhiên thì vẫn không hỏi cái mảnh đất này là mảnh đất của ai anh cho. Tại vì là anh cho ở đây là mấy năm rồi cơ. Trước khi mà cái ngôi nhà cũ bị hỏng ấy đã là ở đây 2 năm rồi. Hiện tại là cái nhà này là 2 năm này. Thì trước đó nữa là nhà anh cho đã từng ở đây này. Những cái vết tích còn ở lại là cái nhà mà trước bị gió thổi cuốn bay ấy là đã ở đây được mấy năm rồi anh cho? Từ lúc anh làm cái nhà đến bây giờ. Pê chồng. À, thế là trước cái nhà kia hỏng là ở được 1 năm đúng không? Là bị gió thổi bay đúng không? Sau đấy là ở cái lều nhỏ nhỏ này là được 2 năm này này. Thì cái mảnh đất đấy là anh trai thứ nhất đúng không? Đúng. Anh trai cả đấy là vẫn cho ở. Đúng không? Đúng. À, xong đến hôm nay khi mà Tam Giác Mạch xin được tiền để làm rồi và bắt đầu đặt vấn đề là xây nhà đúng không? Thì lại không cho. Làm nhà gỗ thì vẫn cho đúng không? À, làm nhà gỗ thì chắc có lẽ là anh sai tính như thế này. Nếu mà làm nhà gỗ thì sau này có mà tranh chấp gì thì dỡ đâu dễ đúng không? Bây giờ mà mình xây nhà gạch lên ấy thì lại rất là khó. Để sau này mà nhỡ đâu xảy ra tranh chấp thì lại rất khó. Tại vì hôm trước mình vào mình chỉ bàn vấn đề tiền nong và xây nhà chứ không hỏi cái mảnh đất cụ thể này là của ai. Thì mình nghĩ là nếu mà anh cho đã ở 3 năm rồi thì chắc chắn là mảnh đất của anh cho rồi. Thế nên là hôm nay đến đây lại một cái vấn đề nảy sinh nữa. Mình không hiểu luôn anh em tại sao lại như này. Đất bây giờ có mỗi cái khoảng đất này để làm nhà cho hai vợ chồng mà anh trai cả lại không đồng ý. Thế thì bây giờ phương án là như nào anh cho, bây giờ là xây ở đâu? Xây
ở dưới này á. Đưa 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 em đi xem nào. Bây giờ thì sẽ không được xây ở đây nữa. Nếu như làm nhà gỗ thì sẽ được làm ở đây mọi người ạ. Không hiểu ông anh trai tại sao lại có cái suy nghĩ như thế này. Và bây giờ nếu mà xây thì sẽ chuyển sang bên này. À, thân, cái chỗ này, khu này á, khu này là nương của nhà anh ấy gì? Tức nghĩa bây giờ làm là làm ở đây là không ai nói nữa gì? À, cái mảnh nương này là mảnh nương của nhà anh đúng không? Do như vậy. Tức nghĩa là bây giờ sẽ phải chuyển từ cái khu này này, cái khu mà lều lán cũ này thì chỉ có thể làm nhà gỗ và ở như bây giờ thì anh trai cả sẽ không nói. À, nó lại vô lý thế cơ. Thế đất đấy là đất của anh trai cả đúng không? Ở được 3 năm rồi. Cho ở 3 năm rồi. Trước kia là còn cả có cả chuồng bò và nhà gỗ. Từ khi mà bị gió thổi bay ấy, và hiện tại ở cái lều ấy thì vẫn được ở. Nhưng mà đến khi bây giờ đặt vấn đề là xây nhà bằng gạch thì lại không ở. Tức nghĩa là bây giờ là làm ở đây. Thế bây giờ anh lại phải thuê người đào san phẳng cái mặt bằng nữa. Thì không hề đơn giản đâu anh ạ. Anh lại còn bây giờ mình không thể chờ được anh ạ. Cái đám ma đấy là của ông phó thôn đúng không? Thì anh em hàng xóm sang giúp phó thôn thì kệ, đúng không? Bởi vì chỉ là một cháu nhỏ 2 tuổi thôi thì chắc hôm nay xong rồi đúng không? Giờ chá xong rồi đúng không? Mang đi chôn chưa? Tí nữa đúng không? À, một lúc nữa là xong. Thì hôm nay là thứ hai mọi người ạ. Thì rất là khó hiểu nhá. Tôi nghĩ là sáng mai là anh bắt đầu phải đào này này. Bởi vì em không có thời gian. Chả nói lại với anh thế là hôm nay thầy phải đi từ Yên Minh lên. Đáng lẽ hôm nay thầy đi trồng ngô giúp bố mẹ cơ. Nhưng mà xính gọi điện thầy phải lên xem luôn là tại sao lại chưa đặt những cái phát cuốc đầu tiên xuống đất để làm cái móng. Thì lên tìm hiểu sự tình thì mới rõ là thứ nhất là cái nhà ông phó thôn ấy thì có một cháu nhỏ 2 tháng tuổi mất. Cho nên là cái văn hóa của bà con ở vùng cao là khi hàng xóm mà có cái chuyện như thế ấy, thì mọi người sẽ tụ tập lại giúp đỡ là chính và ăn uống nữa. Mình thấy cái này nó rất là không hay ở trên vùng cao, cho nên là cái này là gọi là hủ tục ấy. Tuy nhiên thì cái đấy đã là văn hóa thì mình không nói nữa. Tuy nhiên thì sau cái hôm nay thì chắc bởi vì buổi trưa nay là mang đi chôn rồi đúng không, thì lúc nữa sẽ là xong. Thì chiều nay anh không làm gì đúng không, thì anh sẽ tìm người khẩn trương lên bởi vì em cũng không có thời gian và anh thì cũng không thể kéo dài được bởi vì con anh thì sinh ra thì sẽ có quyền được sống như những cháu khác. Anh mà cứ chậm, anh mà cứ mải chơi rồi lười ấy thì con anh sẽ phải khổ kéo dài ngày đấy ra đấy nhá. Chả nói lại với anh là như thế. Thì nhá, anh cho nhá, sáng mai làm luôn. Hôm nay em sẽ ở lại Mèo Vạc. Sáng mai em sẽ xuống giám sát anh xem anh làm thế nào. Đáng lẽ là hôm trước là buổi chiều chủ nhật là mình gọi vật liệu vào rồi mọi người ạ. Bởi vì thứ bảy mình vào đây, mình trao đổi thì thống nhất được tất cả mọi phương án rồi. Thì sáng chủ nhật sẽ là đào móng. Thì đúng sáng chủ nhật em xính ấy lại gọi điện. Thầy ơi hôm nay nhà chú cho không thể đào móng được bởi vì xóm có người chết. Thì ok, thì mình cũng nói lại với Dính là lên trao đổi lại với chú cho là được rồi, thế thì nghỉ một ngày. Hôm sau sẽ bắt đầu đào móng. Tức nghĩa là thứ hai ấy, thứ hai là sáng hôm nay ấy là móng. Tuy nhiên đến sáng hôm nay thì em xính lại gọi điện tiếp báo là thầy ơi nhà chú cho chưa làm được. Thì mình mới hỏi là tại sao chưa làm. Thì bạn Xính bảo là cái đất đấy là bác không cho làm. Đúng không? Thế nên là mình phải tức tốc lên luôn. Bởi vì mình ở tận Yên Minh cơ. Đi lên trên này là hơn 50 km. Thì mình lên luôn. Và lên đến đây thì mới hiểu được là cái mảnh đất kia là của chú bác cả. Bác cho ở từ trước kia. Cái mảnh đất đấy là của bác rồi, vẫn cho ở làm nhà gỗ ấy, nhà đóng khung gỗ ấy. Và hiện tại là cái lều nhỏ nhỏ này là vẫn được ở này. Đấy, nếu nhưng mà khi mà anh cho đặt vấn đề là xây gạch lên thì lại không cho nhà. Đấy, thì bây giờ sẽ chuyển sang xây cái khu vực gần nhà em Xính này.
khu vực này thì chắc là phải đào xuống để có cái mặt bằng ấy, sau đấy mới đào móng và bắt đầu xây. Thì anh cho nhá, bây giờ em nói với anh một lần cuối như này, em không có thời gian nhiều để đến đốc thúc anh làm. Thứ hai là nhà của anh thì anh phải có trách nhiệm là khẩn trương lên một chút. Bởi vì anh thấy các con của anh ấy cứ ngày đêm mưa gió như thế này vẫn phải sống với hai vợ chồng trong cái bạt lều nhỏ này rất là thương nhá. Thì sáng mai, hôm nay xong đám ma rồi, sáng mai chắc chắn sẽ có người rồi. Kể cả không có người thì hai vợ chồng mình với cả nhà xính thì có hai bố mẹ nữa là bốn người, bác nữa. Kiểu gì trong gia đình phải giúp nhau đúng không? Thì có 6-7 người thì mình trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày đi, mình có thể đào được cái nền rồi. Sau đấy là mình đào móng. Đấy, thì anh phải làm hết mình đi, bởi vì trong tuần này em chỉ được nghỉ nốt tuần này thôi. Và cái thời gian xuống với gia đình không nhiều đâu, anh phải chủ động lên chứ. Nhá, em nói lại với chú cho như thế cho này. Đúng rồi, chỉ toàn là kia, là kia mà thầy cho chỉ một thời gian lo bên đi nè. Bao nhiêu bao à? Đấy. Thật sự rất là bất ngờ luôn. Bởi vì nghĩ là bàn phương án tất cả mọi thứ xong rồi, thì đáng lẽ hôm nay là bắt đầu đào móng xong, thì ngày mai bắt đầu đổ cái móng, thì ngày kia là thợ người ta vào xây, thì cũng chỉ trong nội 2 tuần là xong cái khung. Sau đấy là mái, bờ rua các thứ, gỗ các thứ, đóng là làm cửa, làm bếp các thứ là chỉ trong vòng 1 tháng thì cái ngôi nhà cấp 4 khoảng 40m² thì sẽ xong ok hoàn toàn được thôi. Nhưng mà đến hôm nay đi vào đây thì không hiểu được. Nhá, ngày mai anh cho nhá. Bây giờ em vẫn nói lại như thế này, ngày mai bắt đầu làm đi, chứ em không có nhiều thời gian để mà hôm nào cũng phải xuống đốc thúc anh làm. Mình thì mình không liên quan đến nhà đám ma. Thế là đất của anh cho là ở trên này à? Dưới cái chỗ đá này á? Hay là tít trên kia nữa? Ở ngay đây thôi gì? Chỗ đấy có làm được nhà không? Xa quá đúng không? Bởi vì nếu mà ở đây mà chuyển vật liệu đã là khó rồi, nếu mà lên đúng nương của nhà anh cho làm ấy thì lại càng khó nữa, bởi vì nó dốc và trên đấy chắc chỉ có ống nước đúng không? Thì cái mảnh đất này vẫn là của anh trai cả đúng không? Nhưng mà anh sẽ cho cái chỗ này để làm nhà xây này đúng không? À, thế là lúc chia đất là anh không có đất làm nhà đúng không? Anh cho. Chả? À, chỉ mỗi trên này thôi. Trên này thì dốc, thế này thì làm nhà thế nào được? Có mỗi đá với đá thì làm nhà nào được. Bây giờ là anh trai cả là cho cái mảnh đất này để xây nhà đúng không? Anh trai cả tự nói thế đúng không? Thế là yên tâm rồi đúng không? Thế là khởi công là không ai nói gì rồi đúng không? Hôm trước là vừa đào được vài miếng ấy thì anh xuống nói à? Cho gì nhở? Hả cha, nói thôi nào. Hôm trước là có cái mấy cái vết này này. Đây nhá, bây giờ các bạn ạ, thì xác định ở đây rồi. Cái đất này là anh trai cả cho làm cái khu này gần nhà em xính này rồi. Đấy, đi ra đây, đi cho. Thế chứ. À, tìm hiểu ra thì mới biết là đất của hai vợ chồng trẻ này thì chỉ có mỗi trên dốc này thôi. Chỗ này mà làm nhà thì chắc phải dùng máy xúc thì mới làm được, chứ sức người thủ công thì không thể đào được móng được. Còn cái mảnh đất này thì có thể đào thủ công được, bởi vì nó là đất mềm và nó không dốc lắm, nó thoải, rất thoải luôn. Đấy, hôm trước đây này mọi người ạ. Hôm trước là chính là hôm qua đấy, chủ nhật đấy, là bắt đầu đặt những cái phát cuốc đầu tiên này này đúng không? Như cái này. À, đây nữa đúng không? Đào đây nữa đúng không? Là hôm trước là đào đá rồi này. Đấy. Hôm qua đấy là đã chuẩn bị những cái viên đá như thế này rồi. Xong là anh trai xuống nói à? Xong. Nó bảo anh trai là anh trai đây là không cho là cho là. À. Dưới kia. Thế là đo đạc xong rồi, đào những cái phát cuốc như này rồi thì anh trai mới bảo là không cho làm, mà chỉ cho làm ở bên nhà bên anh bên em xính như thôi. Đấy, thế khó thế chứ không thì hôm nay thì nếu không thì hôm nay là cái móng nó đã hình thành rồi, và có thể ngày mai là bắt đầu đổ cái móng rồi, xếp đá và đổ móng thì có thể ngày kia khô móng là bắt đầu xây được rồi đúng không? Thế khó nhỉ, đùa.
anh em cũng ấy lắm, cũng khổ lắm. Đấy. Thì hôm nay mình vào thì mình chỉ muốn chia sẻ lại với quý cô bác anh chị là tin không được cho, không được vui cho lắm là cái nền đất phẳng này sẵn có rồi thì mình chỉ đào móng là xây được, nhưng mà bây giờ chuyển sang phần bên kia ấy, thì sẽ phải tạo cái mặt bằng của nền nhà đã, sau đấy mới đào móng được, nên là khó lại càng thêm khó. Nhưng mà không sao nhá, sáng mai em vẫn như mọi lần là 8 giờ em vào đây thì bọn anh phải làm việc rồi nhá. Cước các thứ có rồi không? Thước có rồi đúng không? Hả? Nói lại với chú xem nào. Không có à? Rồi, thế thì sáng mai thầy sẽ xuống, thầy sẽ mua thước và mua dây cước và mua bạt xuống để đựng đựng bột, xi măng các thứ nhá. Nhưng mà sáng mai, tối nay phải tìm người rồi đấy nhá. Ít nhất là gia đình mình hiện tại là có 6 người đúng không? Một thiên đành lò càng tù ua kìa. Ờ, tao chi tao. Ngày mai em xuống đây mà anh vẫn còn dục dịch như hôm nay chưa làm gì ấy thì em cũng rất là mệt đấy. Thật sự làm nhà cho anh mà em lại phải lo nhiều hơn anh thì em cũng không hiểu. Cố gắng lên nhá. Đấy các bạn ạ, thì nội dung video ngày hôm nay là như vậy thôi. Và ngày mai thì sẽ bắt đầu đào cái móng ở khu vực đất phía bên kia, nhưng mà cũng là đất anh trai nốt. Nhưng mà không sao, anh cho làm rồi thì chắc chắn không nói nữa đúng không? Còn ở đây thì nếu mà làm ở đây thì nhờ cái nhà gỗ. Mà cái nhà gỗ thì bây giờ gỗ ở đâu? Đây mọi người, đá rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Ở trong cái video hôm trước, các video trước chia sẻ thì quý anh chị, một số quý anh chị gõ phím rất là hay. À sao không làm tôn đi cho nó rẻ, rồi là làm đơn giản thôi các thứ. Nhưng mà cảm ơn sự góp ý của tất cả quý cô bác. Mình vẫn cứ xây đúng. Ngày mai thì sẽ xuống thực tế để làm nó rộng hơn. Và ngày mai sẽ là khởi công rồi, không thể chậm trễ được nữa nhá. Không thể chậm trễ được nữa. Bây giờ thì em Hiệp xin kết thúc video tại đây. Và tất cả mọi người đừng quên bấm đăng ký để tiếp tục theo dõi những cái viên gạch đầu tiên của ngôi nhà anh cho được hoàn thiện nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tam Giác Mạch.